Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì cũng luôn cảm ơn quý cô chú đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh cũng như ủng hộ anh em nhà vườn ha. Quý chú xem kênh xin mời đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục mình theo dõi giao lưu những clip mới nhất trên kênh ha quý chú. Thì hôm nay con cũng mời quý cô chú mình ghé lại vườn của em Nhàn, bonsai hoa kiểng Thanh Nhàn tại quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ để mình giao lưu một clip cây mới của em nữa. Thì mời quý chú gặp em ha. Dạ, anh chào nha ha. Chào anh Khánh, chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì hôm nay nhà vườn mình cũng giới thiệu đến cô chú anh chị một số tác phẩm bonsai hoa kiểng để bàn ha cô chú anh chị. Như giấy Mỹ nè, các loại trang ha, rồi sâm trái, hồng ngọc mai. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành, ủng hộ kênh cũng như ủng hộ shop trong thời gian qua. Chúc sức khỏe cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay mời cô chú anh chị vào xem chi tiết hôm nay ha cô chú anh chị. Dạ, rồi. Thì, đầu clip là một cây trang sen ha, hàng ấm tạc mini để bàn cô chú anh chị. Thì, cô chú anh chị mình về nuôi thêm ha. Thì hôm nay là mã C, rất là dễ thương chú ơi. Cây đầu clip là cây C1 ha cô chú anh chị, mini cầm tay. C1. À, cũng khá ấm mà. Cây này hoành nó là 14 cm ha cô chú anh chị. Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 18, tán ngang là 20 cô chú anh chị, ấm tàn ha. Rồi trong chậu đẹp luôn ha, trong chậu đẹp luôn, trong chậu gốm chậu đẹp luôn cô chú anh chị. Thì cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha cô chú anh chị. Yeah. Mã là C1 nha cô chú anh chị, 400k thôi. Hoa nó màu đỏ, cô chú anh chị mình chốt về để bàn mình ngắm cô chú anh chị. Rồi, đổi banh luôn ha. Xin đổi cây ha cô chú anh chị. Rồi, mình giao lưu qua số điện thoại quen thuộc để trên tiêu đề hoặc trên màn hình nha quý cô chú. Rồi, tiếp theo là mã C2 là một cây trang vàng ha cô chú anh chị. Trang vàng. Trang vàng già cây ha. Hôm nay cuối clip đặc biệt có một số cây mai bonsai nữa nha quý cô chú ơi. Mình theo dõi cuối clip giúp con. Hoành là 20 ha cô chú anh chị. 20. Nồi đế này là 48 ha. Trang vàng lá nhỏ ha cô chú anh chị. Cao tổng từ mặt chậu lên là 28 cm ha. Full tán ngang là 32 cm ha cô chú anh chị. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình cây này là 800k ha, bao phí ship cả chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 800 thôi em ha. Lá nhỏ, cây này nó cũng khơm trực lắc thôi cô chú anh chị, tàn ấm ha. Nó cũng gà chi dâm mạnh nè. 800k, bao phí ship toàn quốc thôi cô chú anh chị. Mã C2 ha cô chú anh chị. Đổi cây luôn cô chú anh chị. Tiếp với bàn luôn. Rồi, tiếp theo là mã C3 ha, là một cây trang đỏ. Mình lên 3 cây 3 màu. Cô chú anh chị yêu thích ủng hộ ha. Cây này cũng một cây mini đẹp nè cô chú anh chị mà mình chưa kịp thay chậu ha, mới có nhiều dây ấm tàn cho cô chú anh chị về thay chậu chơi ha. Hoành nó là 18 cm ha cô chú anh chị. Hoành cũ đặt là 29 cm ha. Chiều cao là 13 cm. Mã số là C3 nha cô chú anh chị. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha, 500k bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đỏ giá cũng hơn cây phôi tí xíu thôi cô chú anh chị, rất là dễ thương chú ơi. Thôi cũng 350-400, cây này giao lưu có 500k thôi, bao phí ship. Về cô chú anh chị mình nhổ ra vô cái chậu đẹp giống như cây số 1 nãy vậy đó cô chú anh chị. Thì mình chơi bonsai rất là đẹp ha. Rồi, cầm tay. Rồi 500. Cây. Tiếp tục cây này bên. Cốt nó có cô chú anh chị, cốt nó ba cành ba hai bên với một cành phong phía sau đầy đủ hết nha. Cô chú anh chị mình là về làm cây chuẩn thì mình lọc chi là ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây C4 là một cây giấy Mỹ ha, dáng bye bye ha cô chú anh chị. Nó rễ nó cũng rất là quái ha cô chú anh chị. Giấy Mỹ bonsai thì làm rất là khó cô chú anh chị, cốt cành nó rất là khó bẻ ha. Nuôi cây này cũng rất là lâu cô chú anh chị. Cây này thì cây riêng nha cô chú anh chị, giấy Mỹ riêng. Hoành eo là 18 cm ha cô chú anh chị. Đây. Rồi. Hoành củ đế của nó là để nó là 50 ha. Thì cái độ thoát thân từ mặt chậu lên tới thân nó là 20 cô chú anh chị. Cao tổng nó thì 40 ha cô chú anh chị. Phun tán nó 45. Đó, cây này cốt chi nó cũng rất là đều cô chú anh chị. Thì ship đi thì ví dụ như có thể rụng lá ha cô chú anh chị. Thay giấy thì ship đi nó dễ rụng lá ha. Thì cô chú anh chị mình cứ chăm vài bữa là nó ra lá lên thôi.
thì nó cũng rất là xiên hoa của chú anh chị. Dạ. À, thì cây này là mã số là C4, xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.100.000 bao khuyến ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Cái này khuyến ship nó cũng cao cô chú anh chị, anh đóng cái thùng mút lớn ha thì khuyến ship nó cao, khuyến ship đóng thùng này kia là chắc trên 200k rồi cô chú anh chị, bao khuyến ship cho cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị cũng biết là hàng cồng kềnh thì khuyến ship nó rất là cao. Rồi mình xin đổi cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp luôn. Theo mã C5 ha cô chú anh chị ơi. Thì C5 mình lên một cây linh sam sông Hinh. Đó, hàng này cũng sửa dây đầu gọi hết rồi, về cô chú anh chị mình tỉa tót là chơi thôi. Hoành là 15 ha cô chú anh chị, tại vị trí cái eo là 15 ha. Chiều cao là 32. Phun tán là 30 cô chú anh chị, nó cũng chuẩn bị hoa ha cô chú anh chị. Linh sam này nó rất là mau có hoa cô chú anh chị ơi. Rồi giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000 bao phí ship ha cô chú anh chị. May mặt hàng này cô chú anh chị mua thì cũng biết phí ship nó cao nên cái giá nó cũng hơi nhỉnh ha cô chú anh chị ơi. Tại vì mấy này phải vô thùng mút đi hết ha cô chú anh chị. Ví dụ như cây phôi thì tiền ship 20-30 ngàn một cây, nhưng mà cây này là tiền ship với tiền thùng nó nằm trăm mấy hết cô chú anh chị. Rồi, đổi giúp anh. Rồi, xin đổi cây. Cô chú anh chị mình mua cũng đồng cảm dùm cho shop ha, nó sao giá cao tại vì mình bao ship. Còn ví dụ như tầm này mà bán không bao ship, mình bán cho cô chú anh chị mình chừng 350.000 thôi. Rồi mã này là mã C6 ha cô chú anh chị. Rồi cái sam sông Hinh bonsai ha cô chú, dáng cũng thăng lắc, thăng lắc ha cô chú anh chị, có cành chuẩn ha, hoành cũng 16 luôn, cao là 30, phun tán ngang là 34 ha cô chú anh chị. Cây này điểm chi cũng kỹ lắm nghe cô chú anh chị, làm cũng kỹ ha, về cô chú anh chị mình nuôi thêm nữa là chơi được rồi. Đó, một cây cũng thừng chậu, sống rất là khỏe luôn ha cô chú anh chị. Thì bao sống bao ship cho cô chú anh chị hết ha, 450.000 bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Mã C6 ha cô chú anh chị. Rồi đổi cho anh luôn. Rồi tiếp theo mình lên C7 ha cô chú anh chị ơi. Một số phôi sam tra, cây sam trái sống khỏe ha cô chú anh chị. Đó, hàng này cô chú anh chị mua về mình chơi là khỏi tốn học phí ha. Nó sống khỏe ăn gì rồi ship rồi đi chắc ăn cô chú anh chị ơi. Mua phôi khi nuôi cô chú anh chị mình không biết cách chăm thì nó cũng dễ bị hao ha. Rồi hoành là 10 cm cô chú anh chị ơi, hàng mini để bàn, cao là 21 ha, tán ngang là 22, cốt cành ấm mịn ha cô chú anh chị ơi. Rồi giá luôn về cô chú anh chị thay chậu đẹp là chơi thôi, chỉ có 400k ha, bao phí ship cho cô chú anh chị mình 400k. Thân quái ha chú, đầy đủ chi cành. Chi cành nó cũng rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục. Sam núi trái nha cô chú anh chị. Sam trái. Dạ. Xin đổi cây. Rồi, tiếp theo mã C8 nha cô chú anh chị. Mã C8. Cây này thì lớn ha, phơm tàn trực. Nó hơi đổ hơi xuống vậy ha, mình bẻ ra mình sửa dáng ha cô chú anh chị, có thể mình chơi một cái cây cành bay. Hoành là 15 cm nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 25. Tán ngang là 30 ha cô chú anh chị. C8. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k ha. Cây to dáng đẹp cô chú anh chị. Này về cô chú anh chị bắt đầu điểm nước 2 nữa được rồi ha. Đó, cô chú anh chị mình nuôi thêm vừa chơi vừa nuôi cô chú anh chị. Rồi. Mã C8. Rồi xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã C9 ha cô chú anh chị. Đó, một cây lắc lượng nữa cô chú anh chị. Hai mặt mặt nào nhìn cũng lắc lượng hết ha cô chú anh chị. Sam núi trái. Cái này hoành nó là 11 của chú anh chị. Cao là 21 ha. Tán ngang là 24. Cái này thì đây nó có cúc chi nữa, mình bẻ ra thêm nữa ha cô chú, để điểm ra nữa là nó cũng ấm tàn ha.
thì cũng giao lưu là 400k thôi cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Dạ, giá cũng dễ chơi ha. Giá rất là yêu thương luôn. Thằng lắc là C9 ha cô chú anh chị. Dạ. Xin đổi cây. Tiếp tục luôn em ơi. C10, theo mã C10 ha cô chú anh chị, sam núi trái nữa nha. Dán phong bye bye. Hàng mini mà sống khỏe gì cũng rất là dễ chơi cô chú anh chị, giá cũng rất là yêu thương. Hoành là cây này 10cm nha cô chú anh chị. Chiều cao 28 ha, full tán ngang 28 luôn cô chú anh chị. Cây này về mình nuôi thêm nữa, nó già cây thì nó rất là đẹp ha cô chú anh chị. Phơm cành đâu có bẻ sữa sẵn rồi, cô chú anh chị mình về chỉ là nuôi thêm thôi. Cho nó đặt tàn là nó đẹp rồi cô chú anh chị. 400k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 400. Mà C1 dạ. Ủng hộ cho em nhàn ha cô chú. Máy này thì đệm dây hết á. Về rồi, làm thêm. Xin đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Hôm nay cũng còn có mấy cây em hả? Dạ. Okay. Có mấy cây. C11 đây, cũng dán à. Bye bye ha cô chú anh chị ơi. Phơm tàn cũng đẹp ha cô chú anh chị. Cây này bay hơi xa ha. Dạ. Này bay hơi nhiều. Quanh là 11 ha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 25 ha. Có đế luôn. Tổng cái tán này là 38 ha cô chú anh chị ơi. Bài xa hơn mấy cây kia ha. Dạ. Rồi C11 ha cô chú anh chị ơi. Giá là 500k, bao phí ship toàn quốc ha. Cây này bộ đế nó cũng đẹp ha cô chú anh chị. Đế xe đều em ha. Dạ. Xe đều hết. Rồi, tiếp tục luôn. Một cây sâm trái bay. Rồi, xin đổi cây ha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ tới gì đây? Tới là một số hồng ngọc ha, một số hồng ngọc ghế ống ha, ghế ống to già cô chú anh chị. C12. Rồi. Đặc sản thì mình để chút xíu nữa đi ha. Đây. Đặc sản của em nhàn là bông trang nha quý cô chú. Clip nào cũng phải có bông trang mới được. Rồi, tiếp tục. Hoành ngay cái cổ ghế này nè là 30 ha cô chú anh chị, ngay cái đế. Cổ đế là 30. Có sữa rồi nha quý cô. Thân chính nó là 8 ha. Còn đo trung bình giữa cái ống này nó 18 cô chú anh chị ơi. Thoát thân nó là 18, cao tổng là 30. Rồi. Cây cũng rất là duyên dáng ha cô chú anh chị. Hồng ngọc mai, có hoa luôn rồi đó cô chú anh chị. Đã đi dây được một nước rồi ha. Về cô chú anh chị mình điểm thêm lại ha. Cây này giao lưu là 300k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị ơi. 300. C12. 300 thôi em ha. Dạ. Rồi, giá đổi cho bạn luôn cô chú anh chị ạ. Xin đổi cây luôn. Thay chậu đẹp là chơi ha cô chú. Cắt tỉa nhẹ nhàng. Bưng bê cũng nhẹ nhàng luôn. C13, một cây dán bài bài lắc lắc ha cô chú anh chị ạ. Dạ. Này về thích thì mình lấy mấy cọng dây nhỏ nhỏ mình đệm lại. Dạ, này đệm được rất là đơn giản, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Rồi, cây này cái nồi đế này là 26 ha. Hoành đo được vị trí này là 13 ha cô chú anh chị ơi. Đo tượng trưng cho cô chú anh chị mình thấy ha. Cao tổng là 26 ha cô chú anh chị. Đó, cốt cành này về mình điệm lại ha. Này mình về mình lồng thêm cái chậu nữa mình nuôi thì cây nó mau phát triển ha cô chú anh chị. Rồi cái mình điệm dây vô thì ấm tàn mình thay qua chậu đẹp mình chơi ha cô chú anh chị. Mã C13. Còn một mai thì nó rất là dễ sống. Giao lưu cây này 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. 300 luôn. Đổi cây. Tiếp tục luôn. Rồi tiếp theo mã C14 ha cô chú anh chị ơi. Này cọng ghế nào cũng lấy to to không em ha, lực ha. Nhìn dễ rất là lực quá quá quá, quá giống như dáng người ta đứng ha cô chú anh chị ơi, chân dài ha. Tổng cái cũ này là 21. Hoành trên thân này là 13 ha cô chú anh chị ơi, ngay đây dạ. Ha. Chiều cao tổng là 26. Tán ngang là 24 ha cô chú anh chị. Cũng giao lưu là 300k luôn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã C14 ha cô chú anh chị. Chú anh chị mình hợp nhãn thì chốt mã số ủng hộ shop nha. Rồi, xin lỗi cây. Rồi tiếp theo mã C15 ha cô chú anh chị ơi. C15. Một cây này dáng cũng bye bye đổ đổ ha cô chú anh chị, mình có thể mình thay chậu mình làm cây đổ được luôn. Cũ đặt nó là 21. Hoành sát cái cành này là 11 của chú anh chị. Cao tổng nó là 20 ha. Thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000, bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị.
300k thôi, bao phí ship C15. Đây, cô chú anh chị hợp nhãn ủng hộ dùm ha. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Rồi, đổi cây. Rồi, tới trang ha. Lên một số phôi trang vàng ha cô chú anh chị. Rồi, C16 ha. Đó, trang vàng đã được xử lý đế thường chậu ha. Cây cũng cuốn nhựa tốt, bắt đầu bật mầm ha cô chú anh chị. Chứ đây là lô mới đó em ha. Dạ. Lô mới. Rất là đã cô chú. Ở dưới rất cái là đế lực, này nó tròn do luôn. Này chơi trang rất là gã luôn cô chú anh chị. Này chỉ cần mau được chơi. Hoành là 28cm ha cô chú anh chị. Dạ. Cao là 17cm cô chú anh chị. Để to ha, cốt cành đều. Cây này, cái cành này mình có thể nó mình về mình cắt hạ xuống tí xíu nữa ha cô chú anh chị. Này, nó sẽ hợp lý hơn ha. Rồi, giao lưu là 500k cô chú anh chị ha. Bao phí ship toàn quốc. 500 rất là yêu thương luôn. Rồi, đổi giúp anh luôn. Trang vàng. Rồi, to già cô chú. C16 cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã C17. Cũng một cốt giót ha cô chú, một cốt giót bệ đế rất là to, bệ đế nở ha cô chú anh chị. À. Rồi, vành ngay đây là 24cm ha cô chú anh chị. Rồi đế là 46, cây này nhỏ nhưng mà cái bệ đế nó rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cao là 18cm ha. Cây cuốn nhựa rất là tốt luôn cô chú anh chị ơi. Cũng giao lưu cô chú anh chị mình 500k đi, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Trang vàng lá nhỏ ha, cây thì nó rất là khỏe luôn. Shop mình giao lưu thì bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi, xin đổi cây luôn chị em ạ. Rồi tiếp theo là mã C18 ha cô chú anh chị. C18. Hôm nay chơi hàng to to không thấy không chú? To già luôn. To già. Hoành 27cm cô chú anh chị. Bệ đế chạc luôn ha. Đế là 46. Chiều cao là 13cm. Lùng lực cốt cành đều cô chú anh chị. Mã C18 ha. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 550.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. C18 550k. Xin đổi cây cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo C19 ha, một cây này cái phong lớn nè cô chú anh chị. Phong tàn lớn. Đây cái cành này cô chú mình có thể về cắt bỏ luôn ha, lấy cái mặt tiền chỗ này cho nó thoáng luôn. Cây này cái củ nó to đùng luôn cô chú anh chị ơi. Cái hoành ngay đó chắc bự lắm mà. Hoành 30cm cô chú anh chị. 30 luôn ha. Dạ. Yeah. Lùng lực. Cao là 20cm cô chú anh chị ơi. C19 ha cô chú anh chị. Cây này về mình làm một cái cây phơm thiên nhiên lớn ha, rất là đẹp. Giao lưu là 700k, bao phí ship ha cô chú anh chị. Vô một cái chậu lớn lấy phơm tàn cho nó rộng ra ha, mà nó phun hoa cái rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi 700. Rồi xin đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục em ha. Rồi tiếp theo cây này là mã C20 cô chú anh chị. Một cây này cũng rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Chung lô cây trang này rất là già. Hoành 26cm cô chú anh chị. Bệ đế này nó cũng nở ra là 45 ha. Chiều cao là 14cm ha cô chú anh chị. Dạch đế nở đều, cốt cành đều ha. Giao lưu cô chú anh chị mình là 500k ha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Mã số là C20. 500. 500k bao phí ship. Xin đổi cây luôn cô chú. Đấy, một bệt thú nù hay chú, mấy cái cây này C rất là đã. C21 của chú anh chị ơi. Cây này hồi xưa là trồng là sắp đế không à của chú anh chị, bao nhiêu cây nó đế nó kéo bệt bệt ra. Dách chữ A. Cây này hoành là 26cm ha cô chú anh chị. Bệ đế là 45. Cao là 15 ha. Cây này dách chữ A dốt ngọn rất là khéo cây ha cô chú anh chị ơi. C21 giao lưu cô chú anh chị mình 500k, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây.
Rồi, tiếp cô chú anh chị mình nếu như mà xem clip mình thấy không rõ, mình có thể kết bạn Zalo để mình xem lại cây ha cô chú anh chị. C22 trang vàng luôn cô chú anh chị, lùng lực ha, tàn đa đều, đế nở, hoành này mình kể 25 cm ha cô chú anh chị, cao là 16 cm ha cô chú anh chị. Thì xin giao lưu cô chú anh chị mình là 500k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi, C22. Rồi, xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Tiếp theo là mã C23 nha cô chú anh chị. C23. Ở phía dưới này nó nở ra này nè. Quanh là 25 cm của chú anh chị ơi. Bề đế thì nở rất là to ha. Bề đế nở 45 cm, chiều cao là 15 cm ha cô chú anh chị ơi. Mã C23 cũng xin giao lưu là 500k bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. 500 thôi em ha. C23 rất là 500k dễ chơi, bao phí ship toàn quốc. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi. Tiếp tục luôn. Lúc này trang ha, rất là dễ chơi luôn. Giá mời mời. C24 cô chú anh chị. Mấy cây này cốt cành nó có sẵn luôn chú ha, rất là nhanh chơi. Quả lực luôn. Cây này cả cái cũ nó như là 31 nè cô chú anh chị. Ngay đây ha, 31 cm nè cô chú anh chị. Sát trên này là 27 cm. Một cây tàn đa ha, búp măng luôn cô chú anh chị. Cao 15 cm, giót ngọn còn bằng ngón tay nên cô chú anh chị, gom cây rất là đẹp ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 600k cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. C24 xin đổi cây. Dạ. Rồi tiếp em ơi. C25 nha cô chú anh chị. Cây này cũng to. Hoành là 26 cm luôn cô chú anh chị. Cốt mà cốt cành nó đóng đều ra cái cốt đều rất là đều, cốt lực luôn ha. Cao là 15 cô chú anh chị ha. C25 giao lưu cô chú anh chị mình là 500k ha, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã C25. Rồi, xin đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi mình lên một số phôi trang đỏ nha cô chú anh chị, hàng là thần chậu sống khỏe ha. C26 một cốt ha, mầm khỏe, cây này về nuôi vài tháng nó vô dây bẻ sữa được rồi cô chú anh chị. Quanh là 16 của chú anh chị ơi, cao là 18. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 300k ha, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. C26 trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đỏ lá nhỏ. Cây này về cô chú anh chị mình nuôi chừng tầm 2-3 tháng nữa là vô dây bẻ sữa được rồi. Xin đổi cây của chú anh chị. 300 thôi, có cây tới nhà, cây sống khỏe luôn. Rồi C27 của chú anh chị. Cây này cũng tùm luôn, lọc chi mấy lần rồi đó cô chú anh chị. Hoành cổ rễ nó là 20. Hoành trên cái eo này là 16 ha cô chú anh chị. Cao tổng nó là 20 luôn nha cô chú anh chị. Cây này cũng giao lưu là 300k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. C27 300k. Rồi, tiếp tục xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mã C28 cô chú anh chị. Lên khỏe lắm ha chú. Cốt cành đều. Tược đầy chứ. Tược đầy hết. Cái này về vài tháng nữa vô dây bẻ sữa nữa. Hoành là 19 cô chú anh chị. Cao là 13. C28 ha. Giao lưu cô chú anh chị 350.000. Bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp luôn em ơi. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã C29 ha cô chú anh chị. Trang đỏ. Hoành là 16 cm ha cô chú anh chị. Nhỏ mà đế rất là đẹp ha. Nội đế là 35.
cao là 15 cm, cao tổng 22 cm của chú anh chị ơi. Giao lưu của chú anh chị mình là 300k luôn ha, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi thì tiếp theo mời cô chú anh chị mình xem một vài cây phôi mai vàng ha cô chú anh chị ơi. Mai vàng bonsai. Mã 30 em ha. Dạ mã C30 là một cây mai vàng ha cô chú anh chị ơi. Cây cũng co lắc rất là đẹp ha. Cây chải cũ nở ha, mấy cây này về mà cô chú anh chị vô chậu ghép bông ha, Tết chơi cây để bàn rất là đẹp ha. Nó lắc lượng khá là duyên ha cô chú. Hoành ngay vị trí cổ rễ này, ngay đây đo được là 31 ha cô chú anh chị ơi. Ngay cái cổ này ha. Đo xích lên cái eo này là 22, đo nhiều chỗ cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở cái nồi đế này là 75. Chiều cao là 40 ha, cây nó được 2-3 cái co rất là đẹp ha cô chú anh chị. 2-3 cái co em ha, sửa thân từ đây, nhỏ. Đường thân lắc rất là đẹp ha. Đế đây. Đó, cây này ví dụ như cô chú anh chị mình không thích mà chơi dưới này ha, mình chơi tông cao trên đây thôi. Cành 1 đây ha. Cành 2 bên đây ha cô chú anh chị. Lấy phong gì đó đỉnh đây, mình chơi một cái cây phong cách ha. Nó rất là duyên dáng nghệ thuật ha cô chú anh chị. Rồi thì cái cũ này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. 1.300.000 ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi cái nữa, cái này là mai gì đây em? Mai vàng miền Tây mình đó nè. Mai ở đây luôn ha, chứ còn bông thì nói chung là cái cây này cũng lấy bông đẹp trồng đó, nhưng mà giờ mình bán cho cô chú anh chị mình về ghép đi là chắc ăn ha cô chú anh chị. Chứ để ra bông không đẹp rồi mất công, mình ghép mình chơi. Giờ đa số mấy phôi này là ghép là ok luôn á cô chú anh chị. Mùa này về cái mình vô chậu là ghép được rồi. Rồi, đổi với ba luôn ha. Củ rất là to ha cô chú anh chị. Đường thân nó rất là đẹp ha. Đường thân nó rất là duyên dáng, thẹo thì không có một lũng ha. Thẹo nhỏ thôi. Mấy này thì nó cuốn được hết cô chú anh chị, mai vàng mà. Nuôi sung là nó cuốn hết, không sợ hư ha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là C31 cô chú anh chị ơi. C31. Mai vàng luôn. Lắc cái lưỡng ha. Khá quái nè cô chú ha. Nói chung mấy cây này cũng hồi nhỏ cũng gói cũ cô chú anh chị. Mai này là mai miền Tây mình luôn ha, chứ không phải là mai Long An ha cô chú anh chị ơi. Cái củ tròn do này là 42 nè cô chú anh chị, cái củ đặc này ha. Rồi đo trên eo này luôn. Eo này là 18 nè cô chú anh chị ơi. Có nhiều chỗ cho cô chú anh chị tham khảo ha. Chiều cao tổng nó là 34 ha, đường thân nó cũng lắc lượng ha cô chú anh chị. Đó, củ rất là đẹp nè cô chú anh chị ơi. Mã C31 ha cô chú anh chị. Rồi, giá luôn em ơi. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900k ha. 900k bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. 900 thôi ha. Dạ. Về phá thế tùy thích nha cô chú. Ví dụ mình muốn lùng lại thì mình sẽ cắt lùng xuống ha. Mình cắt sữa bonsai gì đó. Lấy co ngay đâu thì tùy thích mình ha. Ý cái này mình chơi muốn mình lật lại mình chơi đổ cũng được nữa cô chú anh chị. Lật xuống mình cắt ngay đây ha, mình ghép mình dẫn đọt mình chơi cây đổ. Tùy thích nhiều dáng để sửa lại cô chú anh chị. Thèo này thì cũng không một lũng ha. Rồi. Bao một lũng cho cô chú anh chị mình nha. Cây là cây mới hết cô chú anh chị, không phải cây cũ mình sửa lại ha. Tại vì cái thẹo này là do nhánh chân ta để nó lên, bây giờ phải cắt phải đục. 900. Dạ, xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Tiếp tục luôn. Rồi. Tục lên một cây này dáng trực nhưng mà đế nó giống như hình thú ha cô chú anh chị. Chân cẳng rồi nó bò ra ha. Đế thú. Rồi này mình làm cây trực Tết mình đem vô nhà để bàn cô chú, vô cái chậu. Mã C32 cô chú anh chị. Gọn, rất là đẹp nè. Cây này cốt chi nó có sẵn hết cô chú anh chị. Về mình ghép theo mấy cốt chi này mình chơi ha. Giờ nói chung là mai bây giờ ai cũng ghép cho cô chú anh chị. Chơi ghép thì bông nó mới đẹp ha. Siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi gì đó. Đang hot trên mạng mấy ngày nay. Quay hoành này 20 ha cô chú anh chị. Hoành ngay đây ha. Đó, cả cái củ thú này thì nó được là 33 cô chú anh chị. Nguyên cái củ này ha. Nội đế này cũng to nè. Đường kính cũng được hết bầu luôn. Rồi đế là 90 ha. Đường kính bầu là 35. Chiều cao là 50 cô chú anh chị ơi. Rồi. Bệ đế nó có hết trơn cô chú anh chị ha. Đó, bệ đế nó nhìn vô mặt tiền có cành nó có hết trơn ha cô chú anh chị. Về tùy thích cắt ghép ha. Rồi, cây cũng liên lạc ha cô chú. Rồi, cây này không thẹo cô chú anh chị. Rồi, giá luôn. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.200.000 ha, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. 1.200.000 em ha. Dạ.
Rồi mai này là mai mình ở đây luôn ha cô chú anh chị ha. Chứ không phải là mai Long An ha. Đây cô chú anh chị mình biết mình về dễ săn sóc ha. Rồi đổi giúp anh luôn. Rồi tiếp tục. Rồi, cây cuối cùng ha. Cây cuối đây. Rồi C33 ha cô chú anh chị ha. Một cây này nó rất là duyên dáng ha cô chú anh chị. Có cây mấy cái đế này đẹp nụ cô chú. Cái củ này nở to luôn. Co ha, cái này lắc chỗ nào thì mình thích chỗ nào thì mình nó cắt lại. Co nó có sẵn cốt cành luôn cho về cô chú anh chị mình ghép ha. Đây nó cũng có luôn. Cái này thì cái thẹo cũng mới ha, không hư không mục ha cô chú anh chị. Tại vì cái nhánh nó mọc lên rồi phải khóa cái nhánh bỏ thì nó có cái thẹo mặt cắt ngay đó. Thẹo là bao hết, cuốn rất tốt ha. Rồi. Rồi cây mã 30 C33 ha cô chú anh chị. Đó hoành ngang cái cũ này, cái đây là 30 ha cô chú anh chị. Ngay đây ha. Đây, 30 sen. Rồi, hảo hảo. Nồi đế này là 80. Đường kính bầu nó là 35 cô chú anh chị ơi. Chiều cao nó là 46. Đó. Đây rất là to nè cô chú anh chị, cái cũ nó hai tay mình ôm vô ha. Thì thẹo là bao không một lũng cho cô chú anh chị mình nha, không hư ha cô chú anh chị, không sành bể gì hết. Cây này nói chung là bể đế rất là khéo ha. Rồi giá luôn em ơi. Cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình 1.300.000 ha cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. Đó, cây mã số C33 cũng là cây cuối của clip hôm nay luôn cô chú anh chị. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cũng như đồng hành ủng hộ shop ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Rồi, xin chào. Rồi con cũng kính chào quý cô chú ha, cô chú yêu mến xin mời ủng hộ cho em nha. Cô xin chào và hẹn gặp lại.